Nhân dịp Black Friday, bên cạnh những chương trình giá tốt do các mặt hàng quen thuộc như thời trang, công nghệ hay đồ gia dụng, các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki bất ngờ giảm giá hàng loạt trái cây, rau củ, thủy hải sản trong và ngoài nước, như tôm hùm Alaska được giao bán với giá 979.000 đồng 1kg. Mức giảm dưới 1 triệu đồng cho mặt hàng hải sản cao cấp còn tươi sống này trên sàn thương mại điện tử đang rẻ hơn các nhà hàng từ 200.000 đến 300.000 đồng 1kg. Tôm hùm Alaska size 500g một con cũng đang có giá mềm hơn một chút, ở mức 455.000 đồng 1kg. Ngoài mua lẻ, việc mua theo combo từ 3 con trở lên trên sàn sẽ được hưởng thêm các ưu đãi. Các mặt hàng rau xanh như cải bò xôi, cải thìa, măng tây cũng được điều chỉnh giảm giá để hút khách với mức giảm từ 13 đến 30%. Tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 26 tháng 11, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON92, dầu hỏa và dầu mazut. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Xăng E5 RON92 tăng 609 đồng một lít so với giá hiện hành, không cao hơn 14.494 đồng một lít. Xăng RON 953 tăng 650 đồng một lít, không cao hơn 15.351 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S tăng 596 đồng một lít, không cao hơn 11.434 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 576 đồng một lít, không cao hơn 10.138 đồng một lít. Chi phí không chính thức là vấn đề gây phiền hà hàng đầu cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính cấp phép xây dựng. Báo cáo vừa công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy gần 30% doanh nghiệp thừa nhận đã trả loại chi phí này khi thực hiện ở một hoặc một số thủ tục nào đó trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, kết nối cấp điện, đăng ký giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng. Các nhóm thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch đô thị vẫn là những trở ngại lớn đối với doanh nghiệp.